kính chào quý vị đây là cái bài học thứ bảy của tiếng hebrew và cái chủ đề của bài học này nó là phân âm tiết phân âm tiết syllabification à, tức là chúng ta một chữ tiếng hebrew, hebrew đó thì nó có những âm tiết chữ đơn giản nhất là một âm tiết rồi nếu mà cái chữ dài đó thì chúng ta có những cái âm à, có thể một hai ba bốn bốn cái năm cái âm tiết à, rồi chúng ta thấy giống như uh, tiếng việt của mình uh, thì chữ nào nó cũng có một uh, một cái uh, âm tiết mà thôi à, uh, tiếng uh, tiếng anh à, tiếng hebrew thì nó có thể có hơn một cái âm tiết ví dụ như uh, chữ table rồi, là cái cái bàn đó thì nó có hai âm tiết phải không table rồi umbrella nó có ba âm tiết umbrella trong tiếng uh, Hy ngữ cũng vậy nó có nhiều âm tiết có một hoặc hai hoặc ba rồi chúng ta chia ra để chúng ta uh, biết cái cách đọc Ở tiếng Hebrew thì nó có uh, uh, âm tiết những âm tiết khác nhau mà nó có hai loại âm tiết thôi ví yeah, dụ thấy nha, mỗi âm tiết hay là syllable đều phải có phụ âm và một nguyên âm chúng ta thấy không một cái âm tiết của tiếng Hebrew đó nó phải bắt đầu là một cái phụ âm luôn luôn là như vậy đó là cái luật à. À, cái phụ âm đầu tiên rồi sau đó là cái, cái nguyên âm à, rồi có hai loại âm tiết là âm tiết mở và âm tiết đóng âm tiết mở có cái chữ cuối là một nguyên âm âm tiết đóng có chữ cuối là một phụ âm thí dụ thí dụ như cái chữ này cái chữ uh, va này nó nó có hai âm tiết phải không? Dava, Dava. Và. và cái chữ uh, đầu nó có chữ Dalet là phụ âm. Và Khamet là nguyên âm. Nó có phụ âm và nguyên âm. Nếu mà cái cái cuối cùng của cái 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 chữ đó là nguyên âm đó thì nó thuộc dạng âm tiết mở rồi cái uh, âm tiết thứ gì chúng ta thấy là phụ âm là là bet nguyên âm của nó là kames và có cái phụ âm đóng lại nguyên cái 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 này là một âm tiết à chúng ta thấy là phụ âm nguyên âm phụ âm nó là âm tiết đóng rồi tiếng anh nó là nó là là, là close syllable âm tiết mở là open syllable Thông thường nguyên âm dài trong âm tiết mở và nguyên âm ngắn trong âm tiết đóng. Khi nguyên âm dài trong âm tiết đóng thì thường là âm nhấn hoặc là nó nằm cuối của cái chữ cái cái từ. Thí dụ như ở trên đây đó chúng ta thấy là. Uh, âm tiết mở ở trên này cái 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 âm tiết mở này cái nguyên âm của nó là dài hay ngắn dài phải không Khmer là dài nhưng mà trường hợp này á, âm tiết đóng nhưng mà nó cũng có nguyên âm dài thường thường nó đứng nó là là cái 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 âm tiết cuối cùng thì nó có thể là ngắn hoặc là dài mình nhớ nha ngắn hoặc là dài rồi à... Khi nguyên âm dài trong âm tiết đóng thì thường là âm nhấn. Đó, thí dụ như cái chữ uh, co calf co calf này đó, khô thì nó là âm tiết mở và cái uh, uh, cái uh, cái chữ uh, uh, của nó là cái uh, âm tiết dài. Uh, uh, cái cái chữ nguyên âm dài rồi à, à, âm tiết đóng thường là nguyên âm ngắn và không nhấn. trong cái trường hợp này đó thì chúng ta thấy là là như như bic cadem big cadem big thì cái này nó 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 có ba cái cái âm tiết bic à này nó nó có phần 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 ra ha nó có nó có da ở trong cái cái này đó thì nó nó nhân đôi cái chữ đó cho nên chúng ta thấy là cái chữ này nó có là big rồi cof ở đây đó nó nhân đôi rồi đem thì à, xem đây và cái cuối cùng lên từ chữ M à, cuối cùng và cái này nó có đây Uh, cho nên uh, cái khốp này nó chia làm hai và cái cái uh, uh, cái chữ đầu là mic cadam mic rồi chúng ta thấy là là nh mình nhấn cái chữ này à, nhấn cái cái, cái 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 chữ giữa này mic mic cadam mic là cho nên đó là uh, cho nên cái chữ đầu tiên này là mic. nó không có nhấn à, nó là cái âm tiết và cái, cái cái nguyên âm của nó là nguyên âm ngắn và đôi khi á nguyên âm ngắn mà nó có nó nhấn nó 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 nhấn thì là nó nó mở ha quý vị thấy không à, nguyên âm dài và trong tiếng ống thì nó thường là âm nhấn à, khi nguyên âm dài trong rồi uh, thông thường nguyên âm dài trong âm tiết mở và nguyên âm ngắn trong âm tiết đóng, nha. thấy theo? Đây là cái thí dụ uh, để để mình uh, phân cái âm tiết ra, nha. thí dụ uh, của sáng thế ký. ở đây thì họ họ chia sẵn rồi. nhưng mà nếu mà mình phải phải phân đó thì mình phân cách này trong sáng thế ký đồng một câu một đó. ví dụ như chữ đầu tiên là chữ bereshit Bereshit thì nó có ba cái âm tiết, bơ tại vì cái đây đó là cái cái Savah trong cái chữ đầu tiên đó là nó là Savah phát âm cho nên nó nó là một âm tiết và cái chữ ví vị viết chữ Bet này nó nó có dấu chấm đó tại vì nó đứng đầu của một cái cái từ và nó là uh, Bagad Kafat cho nên nó phải có dấu chấm nên là dấu chấm này nó 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 là chấm yếu nha. Yeah chấm biếu cho nên nguyên cái chữ này là một cái âm tiết nè rồi đây là một âm tiết đây là một âm tiết à, cái này sau va thì mình à, mình không có nói đây à, là âm tiết à, à, đây là thuộc dạng đáng lẽ cái chữ này đó là 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 một cái phụ âm nhưng mà nó không có nó không có à, cái, cái nguyên âm phía dưới thì cái phụ phụ âm này nó của cái chữ Aleph này nó nó là quiet sense quiet sense quiet sense, quiet sense thì thì nó giống như một cái cái dạng mở vậy đó đây là một âm tiết đây là âm tiết âm tiết này là âm tiết đóng nè nên, tại vì cái chữ cuối nó là cái phụ âm Berashit rồi ba ra. À, đây là hai cái âm tiết âm tiết mở và âm tiết uh, cái này quay accent cho nên nó thuộc về nó không kể là là một cái phụ âm cho nên nó là âm tiết mở Al Al lại là là Shaba Lo Lo là một âm tiết mở tại vì cái cái cuối cái chữ cuối đó là nguyên âm him him là âm tiết đóng là he hierakios và mem mem sophit à. phụ âm nguyên âm phụ âm là âm tiết đóng phụ âm nguyên âm âm tiết mở at phụ âm nguyên âm phụ âm âm tiết đóng không ạ đóng ok hasha hash samayam hash samayam à, chúng ta thấy là cái này họ chia ra ha thì cái này là âm tiết đóng âm tiết mở âm tiết đóng lý do tại sao đóng tại vì cái chữ cuối của nó là một nguyên âm phụ à, phụ âm phụ âm nguyên âm phụ âm phụ âm nguyên âm cái âm tiết này là phụ âm nguyên âm nó là âm tiết mở tại vì cái cái cuối của nó là nguyên âm đây là âm tiết đóng rồi cái này là sva và at cái này là âm tiết đóng ha a reds nó có ba âm tiết âm tiết mở âm tiết mở và âm tiết đóng ok xem thiết kế đoạn một câu hai giờ mình tập phân âm nha quý uh, vị phân âm sao mình đi từ từ nha mình đi từng Phân âm từng cái 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 uh, âm tiết nha. Đó. Ta thấy không? Cái này là cái sơ ba và phát âm. Vha aret, vha aret, cái này mở, này mở, cái này đóng. Bên đây sao? Bên đây mình chia sao? Chia dài. Thường thường đó, nếu mà nó ở dưới cái cái dốt nó không có va hoặc là nó nó là một nguyên âm đó à, khi nó có va thì cái 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 này là trở thành phụ âm đóng nha yeah. khi nào cái này nó là nguyên âm ngắn nhưng mà vì nó là nguyên âm dài mà va đi theo sau nguyên âm dài nó là vô saba cho nên mình chia thành một cái âm tiết đó rồi cái này là phụ âm nguyên âm và cái này nó là một cái dạng của một nguyên âm nó là kamete. kamete thì nó là nguyên âm một cái nguyên âm cho nên hayata hayata à, quý vị thấy không mình chia như vậy à, nếu mà cái này nó là một cái chữ khác, cái chữ thí dụ như chữ hieric hay là chữ uh, chữ gì khác đó cái 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 uh, cái nguyên âm khác đó thì hề này nó không có là một phần của nguyên âm nhưng mà nó phần nguyên âm, cho nên mình thấy là cái cái cuối của cái 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 chữ này nó là nguyên âm. Cho nên chúng ta thấy là đây là cái cái bagat kafat nè. Bagat kafat đáng lẽ nó phải có dấu chấm nhưng mà tại vì trước đó là nó nguyên âm của cái chữ trước cho nên này nó không cần. Và cái này mình chia ra có hai cái uh, âm tiết là thô hu. Cái này mở, cái này cũng mở luôn, à, tức là khế uh, này là hay với lại surik, uh, nó là tav với lại holam. Ờ à, phụ âm, nguyên âm, phụ âm, nguyên âm. Thì là có hai âm tiết và hai cả hai đều mở hết rồi cái thứ ba cái chữ này à, chữ này là mình chia ra ha nó có ba âm tiết va và... vô hù và chúng ta thấy là cái này là chữ chữ va này là, là cái âm của nó là vi phải không Vờ. và kames kames là a à. lời cái này là Bet, bet là âm vờ phải không âm vờ và cái uh, dấu ở trên nó là hô lâm thì nó là ô giờ mình phân ra để uh, để mình đọc luôn nha cái này là hê hey, Hay là hát phải không hê hey, hey là cái âm của nó là giống như âm hờ và cái này là âm gì u cho nên uh, mình đọc nguyên cái chữ này là va vô hù à giờ mình mình chia thứ nhất là mình chia âm tiết đây là một âm tiết, hai âm tiết và cái âm tiết thứ ba. Rồi âm tiết đầu tiên đó mình ráp bằng đây là chữ v là dấu này. Rồi cái này là SVA, SVA cho nên là mình mình thường thường mình đọc nhanh cái chữ này giống như chữ ơ vậy đó. ơ. Rồi uh, chữ này là khít khít là khh phải không? cái cái âm của nó là khh. Kh. Rồi cái dấu này là hô lầm là o. Rồi cái này là shin xin là s h s h rồi cái 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 sago đó cái âm của nó là âm e rồi cái final calf là chữ KH. phải không cho nên nguyên cái chữ này đó là v v khô sạc v khô sạc chúng ta nhấn nhấn mạnh cái 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 chữ cuối v khô sạc về khô sạc và khô sạc rồi chúng ta thấy cái chữ này là một cái uh, âm tiết hai âm tiết ao cái này là là không có cái chữ ai này không có phát âm à, cái ở dưới nó là và thắt là a à, phải không rồi l là, là ao rồi cái này là có dấu chấm thì mình uh, là Uh, là P phải không? Uh, cái này là Sava Sava thì mình đọc nhanh nó là giống như chữ Ơ rồi anh, uh, cái này là nun ha, nun là n. và chúng ta thấy là cái uh, cái chữ uh, Sere Sere đó là chữ mà nó có dốt đó là h. Hey. không? cho nên mình đọc nguyên cái này đó, alpane, alpane rồi cái chữ kế mình phân phân âm ra ha nó có hai cái cái âm tiết và vì ở trước của cái chữ thaf này đó là là nguyên âm cho nên mình không cần dấu chấm ở đây đáng lẽ nếu mà nếu nào nó phụ âm phía trước đó thì trong đây mình thấy nguyên âm tại vì nó là bagh kafat cho nên cái này là chữ cái âm của nó là âm t rồi cái này đó là Sova cho nên mình sẽ đọc nhanh là giống như ơ chữ ơ rồi cái này là he hô uh, lâm là cái âm của nó là ô rồi cái này là mem sofit đó là em uh, uh, nguyên cái chữ này đó là he uh, to ok to to home Home. Okay. nó có hai âm tiết thôi. Cái âm tiết đầu đó là Sava là ta, th, ta Home. Ừ, cho nên nguyên cái, cái 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 hàng này nó là Alpane to Home. Alpane to Home. Rồi cái chữ kiếp tiếp theo nó có đây là một âm tiết. Tại vì nó đứng đầu cái Sava đứng đầu nó là có phát âm. Vì v nữa ha. Rồi cái này là rash, rash là Error. Rồi cái này là gì? U, phải không? Và cái này là khek. Khek mà đứng cuối cùng đó thì nó phải có cái batak. Và khi có batak đó thì mình phát âm cái batak trước cái chữ khek. Cho nên phát âm là ru à Ừ. và cái này là chữ cái này là một hai ba âm tiết một hai ba à, cái này không có phát âm ha cái chữ Aleph này thì không phát âm mà ở dưới chữ dưới đó nó là một cái dạng sava ghép à, mà sava ghép là nó nó phát âm và phát âm theo cái 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 cái, cái nguyên âm ghép này nó là e rồi rồi la là e l Hô uh, Lâm là O, đây là H là, uh, H, là, là H, rồi uh, Syriaciot, rồi mình đọc là Y, Y dài đó, rồi M là memsophit. cho nên nguyên cái chữ này là Elohim, Elohim, Elohim không? Không? là Đức Chúa Trời đó, Ruach là thần linh, thần linh của Đức Chúa Trời, Đúng không? rồi cái chữ này đó thì chúng ta phân ra có mấy có mấy cái âm tiết bốn âm tiết tất cả marakafat marakafat chúng ta nhấn nhấn cái chữ gần cuối đây marakafat rồi vận hành làm sao tại sao tôi đọc cái marakafat thì mình cứ 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 đánh bằng vô nên là chị, chị em ha cái này là uh, Sova, Sova thì nó là cái ơ, chữ ơ nhân, r và patak, cái này là, uh, thì là ca hát, cái âm của nó là ca rồi ở dưới nó là e rồi cái chữ, chữ p này mà không có dấu chấm nó là chữ ph rồi này là chữ e và cái chữ, chữ cuối là chữ th là chữ T ha. Cho nên là Marakhefet. Marakhefet. Rồi cái này là một âm tiết, hai âm tiết, ba âm tiết, âm tiết ha ma yim. ok. chữ này cái âm tiết này đó thì mình đánh vần sao? Chữ chữ n này không có không có âm cho nên mình lấy cái nguyên âm phía dưới là là patak là a l ở đây là cái dấu chấm này cho nên là p ở dưới là, là sava mà sava này phát âm cho nên nó là p rồi uh, nun là n rồi serajot là e à, cái chữ cuối chữ này là chữ h nè h dưới patak rồi chữ m này có hai cái chữ m nha cho nên là nó có dấu chấm này ta hai m cho nên nó là à, một m nó cho ơn trước rồi m ơn sau là hà ma rồi dốt dốt là d uh, y uh, y ngắn là diêm đó nguyên cái câu uh, phía hàng dưới này là mera kefet -ha ma hamayem à quý vị thấy không cho nên khi mà chúng ta phân biết cách phân âm tiết đó, rồi biết cách đánh vần phụ âm và nguyên âm vô, thì chúng ta đọc được tất cả mọi cái bây giờ tới giờ phút này đó thì quý vị đã biết cách đọc sau khi học uh, những cái 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 chủ đề mà tôi giới thiệu cho quý vị uh, tới đây đó là mình có thể đọc bất cứ một cái chữ một cái từ Hebrew nào chúng ta cũng đọc được có thể chúng ta chưa hiểu cái chữ đó cái nghĩa gì thôi nhưng mà chúng ta đọc được tức là chúng ta ráp vần chúng ta đọc và cái cách chia chia âm tiết đó để chúng ta cái chữ đó nó có bao nhiêu âm tiết rồi mình đánh vần sao à, mình ráp lại mình đọc được à, quý vị cứ tập à, tôi sẽ cho có thể một sư toàn sẽ cho những cái câu rồi quý vị tập cái 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 phân uh, phân âm tiết ra rồi khi bị ráp vần vô là quý vị đọc được cho nên lúc đầu chúng ta có thể chậm 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 giống như tiếng việt của mình lớp 1, lớp 2 đó khi chúng ta biết uh, bạn chữ cái và 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 những cái nguyên âm uh, khi chúng ta ráp vô tờ y tí, sắc tí tờ o to là uh, tờ Ơ uh, tờ nặng tờ ha uh. Rồi chữ P giống như chữ như, 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 như tập này, mình đánh dần được. Này. Ở với chữ P là ấp, vừa dấu nặng là ấp, tờ, ấp tập. Đó. Thường thường chúng ta, cái nguyên âm trước, rồi chúng ta để cái phụ âm vô, để chúng ta đọc theo cái cách tiếng Việt đó. Ví dụ nguyên âm nè ớ, ờ, m, âm, đó. rồi án, a, n, r, sắc, rồi dấu sắc, án, rồi chữ S, A, S, Sáng. À, khi mà mình đọc lớp 1, lớp 2 đó thì mình cũng ráp, ráp về để mình đọc tiếng Việt. Tiếng Hebrew cũng vậy đó. Tiếng Hebrew có thể mình, tôi nghĩ là có thể ráp dần dễ hơn tiếng Việt nữa. Chúng ta thấy có cái phụ âm và nguyên âm. Chúng ta cứ lấy cái phụ âm trước rồi để cái nguyên âm vô sau. Cứ cứ vậy đó mà, 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 mà mình, mình đọc được. Bây à, giờ tôi xóa cái này nha cho quý vị. À, quý vị có thể... À, À, cho nên chúng ta thấy là ở trên đây người ta đã phân phân cho mình cái cách hợp phân đó ở dưới này cũng vậy cái mình đầu tiên mình phân ra phân âm à, phân, hơn âm tiết thì nó có cái luật à, hồi nãy mình học về thí dụ như Dagest, rồi uh, sava À, khi mình học hết mấy cái, cái 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 luật đó rồi đó thì mình sẽ đọc được thôi. À. À. Chúng ta cứ phân như vậy. À, chúng ta nhìn vô, chúng ta phân. Khi mình quen rồi đó, mình mình tự phân nó trong đầu, trong đầu của mình. Rồi mình mình đánh vần ra. À. à rồi mình ráp vô này, uh, cái này là va, dưới này là là shva là v, h a, v, v h, rồi uh, cái aleph này không có đọc mà đọc nguyên âm a, rats r e uh, r e r e với t s, eretz, v h -ha eretz, h tohu và vohu và khoshek al pane ta ta hum ta hum và ruach alohim merechefet al pane ha mayim ha bây giờ thấy không à, tôi tại vì tôi nhớ mấy cái 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 mặt chữ này cho nên tôi ráp ráp nhanh nhưng mà quý vị á, quý vị sẽ lúc đầu đó thì mình nhiều khi mình quên mấy cái cái mặt chữ cái này đó nhưng mà khi mà mình nhớ rồi đó thì mình sẽ ráp vô rất là dễ, mình mình nhớ cái mặt chữ này là cái âm gì, rồi cái nguyên âm của nó là a e i o u nó chỉ có năm cái nguyên âm chính thôi a e i o u rồi nó nằm trong năm cái 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 này thôi một, một cái là ngắn một cái là dài thì các quý vị thấy là tất cả mọi cái 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 chấm cái ngang này nó cái nguyên âm của nó nằm trong năm cái này thôi nè nà. và có thể ngắn có thể dài thôi đó quý vị nhận dạng ra được năm bất cứ một cái nguyên âm nào thì nó cũng nằm ở trong một trong năm cái, cái 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 phát âm một trong năm cái âm này đó dù cái đầu cái sova đó thì là cái 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 chữ uh, chữ nhanh thôi chữ chữ e mà chữ e nhanh hay là mình nói là chữ ơ đó ơ nhanh nó là nửa âm cái svara là nửa âm rồi cái khác đó là nó nó âm dài âm ngắn ví dụ uh, khamet, này, uh, khamet là âm dài nè khamet âm dài nè svara nè âm dài âm dài âm dài âm dài chữ u này âm dài nè chữ e là âm ngắn nè chữ này là nửa âm nè nửa âm nè này âm ngắn là và thắt là âm ngắn nè nửa âm o là âm dài u là âm dài a là và là âm ngắn và trong cái trường hợp chữ, chữ kate nó nằm cuối đó thì mình đọc nguyên âm trước ruach và ruach rồi cái này là nửa âm nó là va mà nên là va ghép cho nên mình đọc cái 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 âm của nó là âm e ở đây là elohim elohim tức là cái cái chữ này mình đọc nhanh cái 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 âm tiết đầu tiên đó đọc nhanh Elohim Merafe à, chúng ta thấy là cái này là, là Sova nửa âm cái này là âm ngắn âm ngắn âm ngắn Merake Merakefet Merakefet Al này nửa âm tức là Sova cái này âm dài nè E Pane Al Pane cái này là uh, pa âm ngắn âm dài âm ngắn hà ma ao pane hà mặt nước Cái này là pane là mặt ao là trên nước cái này là vận hành à, cho nên nguyên cái chữ này á và hà là và trái đất hai hayata hai là động từ động từ to be đó là trong cái tình trạng uh, trái đất và trái đất uh, vô hình và trống không tiếng việt mình đọc là vô hình cái cái uh, thô hu này đó chữ vô hình cũng có nghĩa là hỗn loạn và trái đất trong cái tình trạng hỗn loạn và trống không à, và cái này là chữ chữ là một cái cái chữ giới từ ha nó nó, nó dính liền và khô sắc là là cái à, tối tăm bóng tối tối tăm và khô sẹt L là trên pene là mặt tổ hôm là vực sâu à, cho nên nguyên cái này là và trái đất trong tình trạng hỗn loạn và trống không. Bóng tối trên mặt vực sâu. Rồi và Ruac và thần linh của Đức Chúa Trời vận hành Alpane là trên mặt Hamayim là mặt nước chữ ma ma dâm là nước và có cái cái mạo từ xác định có nghĩa là nó có hai chỗ là à, nó, nó, nó là cái mặt nước có thể là bao phủ cả trái đất trong cái thời cái cái lúc mà khi mà chúa dựng nên trái đất có vô hình và trống không đó thì có có mặt nước nó 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 dưới nước trái đất nằm ở dưới nước tức là nước bao quanh cái trái đất rồi chúa phân ra chúa đem một số nước lên lên không tung ở trên cái cái bầu trời có một lớp nước và dưới có một lớp nước. cho à, nên chúng ta thấy. Đó trong cái đây. Rồi quý vị hy vọng quý vị hiểu được cái cách phân âm ha. Rồi chúng ta đã học nguyên âm, đã học phụ âm, đã đọc học ghét dấu chấm, chấm mạnh, chấm yếu. chấm nào mình đọc, chấm nào không đọc. Rồi uh, 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 và cái sova sova nào đọc sova không đọc à, và và cái khi có dấu chấm à, mạnh đó, thì à, cái chữ đó nhân đôi và dấu chấm yếu đó thì cái chữ đó không có nhân đôi mà nó là à, dấu chấm của bagat kafat và không nhân đôi cho nên quý vị để ý dấu chấm mà bagat kafat nếu mà nó đứng đầu thì nó không có nhân đôi nhưng mà ba gác cà phát nó cũng có thể là cái dấu chấm ở trong đó là có thể là dấu chấm mạnh cho nên cái cái chữ ba gác cà phát đó mình nhân đôi đó khi mình biết những cái luật đó rồi đó thì khi có những dấu chấm là mình biết cái 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 nào nhân đôi cái nào không nhân đôi để mình đọc cho nó đúng chỉ vậy thôi ha Nhưng mà mình sẽ tập tập đọc uh, nhiều nhiều câu kinh thánh ha nhiều câu kinh thánh tiếng Hebrew rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị biết uh, cái cách mà mình coi coi cái, cái 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 dấu chấm đó là mình phải nhân đôi cái chữ đó hay không. Rồi một vài lần mình làm tới làm lui rồi đó thì riết là mình sẽ sẽ biết cái cái dấu chấm đó là mình nhân đôi hay không. Uh, nó có có cái nhiều cách để mình uh, mình nhận nhận diện. À, rồi tôi sẽ sẽ chỉ cho quý vị nhận diện rồi 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 từ đó về sau quý vị sẽ sẽ biết cái cách đọc nguyên một cái chữ Hebrew nguyên một cái câu kinh thánh tiếng Hebrew và cả cái cuốn kinh thánh tiếng Hebrew quý vị sẽ đọc hết từ đầu tới cuối à, nhưng mà chúng ta sẽ có thể không hiểu à, lúc đầu không hiểu nhưng mà lần lần chúng ta sẽ học hết cái vật văn, văn phạm tiếng Hebrew đó thì chúng ta sẽ sẽ hiểu hết luôn à chúng ta thấy là à, tiếng Hebrew nó nó có cái cái gốc chữ của nó là là nghĩa gì rồi nó có Uh, có cái 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 từ uh, uh, ở trước rồi uh, những cái chữ phía sau. Uh, nếu mà ở trước đó nó gọi là prefix. Rồi chữ sau là, là là suffix. Suffix là cái uh, những cái chữ uh, những chữ đuôi ha, những chữ đầu và những chữ đuôi. Những chữ đầu mình gọi là prefix, những cái đuôi mà mình nó dính vô cái 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 chữ Hebrew đó là prefix và nó dính phía sau nó là suffix à, rồi mình sẽ nhận diện cái nào là động từ cái nào là danh từ danh từ số nhiều danh từ số ít à, và động từ đó cho cái ngôi thứ mấy rồi à, thuộc cái cái dạng động từ à, à, hoàn thành hay là nó chưa hoàn thành à, trong tiếng Hebrew nó gọi là perfect và imperfect nó có hai dạng thôi rồi à, nó có uh, cái, cái động từ có loại có thể loại thì nó có tới bảy thể loại động từ và nó có uh, hai dạng là perfect và imperfect rồi uh, chúng ta học uh, về nó là một cái uh, mãn lạnh hay là nó là một cái uh, infinitive vô định à, nó có những cái vô định hay là rồi nó uh, Uh, nó có những cái dạng là thí dụ như của của anh của tôi hay là nó uh, construct construct là gì ta thí uh, dụ như cái chữ uh, cái chữ này alpine ta hôm đó nó là construct construct là uh, trên mặt vực sâu nên là construct chain tức là nó có cái dây xích nó uh, nó cấu trúc, nó là một cái câu cấu trúc thì uh, chúng ta sẽ học từ từ, chúng ta sẽ học tới những cái phần đó của văn phạm Hebrew uh, thì nó có khi mình học hết mấy cái đó, thường thường là tới hai tới hai hai cua uh, sáu tháng đầu thì mình học phần nữa và sáu tháng sau mình học phần nữa nửa năm sau mình học phần nữa uh, cho nên đây là cái uh, cái bài học thứ gì mà mình, chúng ta đã À, xong cái bài học thứ gì Mà chúng ta biết cái cách đọc rồi đó Thì nó sẽ, sẽ Giúp chúng ta rất là nhiều trong tương lai à. Cho nên à, quý vị nhớ à, Ôn tới ôn lui Cái phần này nha Để mình biết cách đọc tiếng Hebrew Tất cả mọi chữ của tiếng Hebrew Chúng ta đều đọc được hết Tới khi mà quý vị học tới đây rồi đó Là quý vị đã Đã đọc được hết Cho nên à, chúng ta sẽ có những cái thí dụ và tôi sẽ chỉ tới chỉ luôn quý vị riết rồi quý vị sẽ sẽ biết cách đọc thôi. Ở trong một hai hai lần nữa là quý vị sẽ biết tính đọc có thể là mình đọc hơi chậm lúc đầu mình đọc hơi chậm giống như những đứa học lớp 1 lớp 2 cũng vậy hay là những người mà ngoại quốc mà học tiếng Việt như vậy họ cũng đâu đó đọc nhanh khi mà họ đọc chữ chữ Việt đó thì họ cũng ráp từ từ Họ cũng đánh vần từ từ tiếng Hebrew cũng vậy chúng ta cũng cũng đánh vần chúng ta phân âm mà chúng ta đánh vần phân âm tiết rồi chúng ta đánh vần À, rồi chúng ta biết những cái luật à, có những chữ chúng ta phải nhân đôi, à, có những chữ chúng ta phải à, à, kéo dài hoặc là à, nhấn mạnh à, và thường thường các bạn nên nhớ đó à, tiếng Hebrew là luôn luôn nhấn mạnh cái 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 cái, cái âm tiết cuối cùng trừ khi nào nó có cái dấu à, à, dấu mũi tên đó, phía, phía ở trên đó thì chúng ta nhấn mạnh cái chữ đó thì cái cái, cái, cái âm tiết cuối cùng thì chúng ta không có nhấn à, nhấn cái như nào mà nó có cái dấu này ở phía trên mà thôi rồi xin chào quý vị xin uh, chúa ban phước trên quý vị nha uh, chào quý vị chúc quý vị thành công dạ yeah, cái phần uh, phần hồi nãy thì tôi uh, tôi quên uh, uh, giới thiệu cho quý vị âm tiết không phải là cuối tuần mà nó, nó có nó có dấu uh, dấu nhấn đó thì chúng ta thấy là cái dấu nhấn là đây à, bình thường một cái chữ tiếng Hebrew đó thì chúng ta nhấn cái 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 âm tiết cuối đây này nếu mà chúng ta chia đó chúng ta chia ra hai âm tiết, đây, hai âm tiết cái này hai âm tiết nè cái này hai âm tiết nè cái này hai âm tiết ha à. và khi mà quý vị để ý khi có cái dấu dấu này phía trên đó tức là chúng ta nhấn cái 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 cái, cái âm tiết đó à, cho nên cái âm tiết, tiết cuối này chúng ta không có nhấn khi mà có cái dấu 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 nhầy nếu mà không có dấu này thì chúng ta luôn luôn nhấn cái âm tiết cuối cùng nếu mà không có dấu này đó thì chúng ta đọc nên là melach 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 còn vì chúng ta nhấn cái cái, cái 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 âm tiết này đó cho nên melach melach bây giờ phân biệt không nếu mà không có nhấn nếu mà mà không có nhấn cái chữ khác đó ngoài cái chữ cuối cùng đó thì chúng ta nhấn cái chữ cuối cùng là me me melech. me -lech". nhưng mà vì cái chữ này để xóa đây đây vì thấy ha vì cái chữ này nó nó có nhấn nhấn cái chữ trước trước cái cuối chúng ta phần âm ha me melech. Me cái cái nào nhấn mình giống như cho dấu sắc lên vậy đó là avid, arets, bayit, bayit. Đó, thấy không? Chúng ta thấy là cái âm tiết, chúng ta nhấn mạnh cái âm tiết nào mà có cái dấu đó. À. là melech. Khi mà chúng ta phân âm rồi, giờ chúng ta ráp vào. Đây là mem. Cái dấu này là, cái sego là e, phải không? Rồi. À là mét lẹ là l e cái này là gì khaf khaf là k h cho nên me Phải -kh. không phải không nhớ khè khè phía sau cái cái chữ này là chữ khaf mà k h rồi làm sao để chúng ta đọc được chữ này chúng ta thấy là cái ai dành này nó không có âm cho nên mình lấy cái nguyên âm đó là nguyên âm ở dưới là e phải không cái này là e nữa và cái chữ ở trên này nó là, là chữ không có dấu chấm cho nên là V. E. Rồi cái chữ cuối cùng là chữ D. Chữ D. Đúng không? E vẹt. E vẹt. E nha. E vẹt. Rồi cái này. Aleph này nó không có âm cho nên mình lấy cái âm phía dưới. Và này có dấu nhấn cho nên mình để dấu sắc vô. Uh, chữ R chữ E. Cái này là cái Sadi đi T với chữ S phải không? Eretz, Eret. Rồi chữ này sao? Chữ này có dấu chấm. Chữ Bet có dấu chấm là âm B phải không? Ở dưới cái này là gì? Patak là âm gì? Âm A. Và cái này có có dấu nhấn cho nên nó mình để dấu sắc vô. Rồi cái này là dốt, dốt là ZD Z đó. Giờ đó âm giờ đó rồi cái cái dấu dưới này hieric, hieric là chữ y, y ngắn. Rồi cái chữ cuối cùng là chữ tau là chữ t, phải không? Ba dịch, ba dịch. Không? Mình nhấn cái chữ đầu cho nên dễ dấu sắc vô. Còn nếu mà không có nhấn nó là bài dít, bài nhưng mà cái này là ba dịch. Eret, Evet, Melek. Đó, ok, rồi. rồi quý vị uh, uh, khi nào có dấu nhấn vậy đó mình đọc mình chỉ chỉ ấn nhấn cái đó mà thường thường khi mình nhấn chữ nào mình để dấu sắc cho chữ đó thôi đó là cái uh, cái cách mà mình đọc tiếng uh, tiếng Hebrew cho nên cái chữ cuối cùng mà không có nhấn đó mình cứ cứ cái cứ, cứ, cứ âm đó mình 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 đá lên Thì có dấu sắc lên đó là 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 mình sẽ đọc chính xác thôi, đọc đọc nó, nó, nó đúng cái 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 cách của người do thái đọc tiếng Hebrew. Ok rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công, xin Chúa ban phước trên các bạn nha.